anh Châu Võ Biển lại ăn theo nói leo. Anh Võ Sư Đoàn Bảo Châu từ ngày bị anh Võ Sư Flores hạ nóc ao nên giờ bị sang chấn tâm lý nặng. Anh chuyển từ võ thuật sang võ mồm và đi theo con đường dân chủ cuội. Bữa trước, anh còn đến cả Đại sứ quán Ukraine để tặng tiền ủng hộ. Chắc để gặp chị, đại biện nên trở về anh lại càng hăng múa mõm hơn ngày 14 tháng 3 năm 2022 nhân kỷ niệm 34 năm ngày 64 người con ưu tú của đất nước hy sinh anh dũng trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc ở Gạc Ma, Colin, Landau thuộc quần đảo Trường Sa trước quân Trung Quốc xâm lược. Anh đã không có một dòng tưởng nhớ, tri ân thì thôi, lại còn xuyên tạc, bóp méo sự thật. Anh Châu ơi, anh biết thì thừa thốt, không biết thì dựa cột mà nghe. Đừng có nghe hơi nổi trõ từ cái miệng của những kẻ tào lao về sự kiện gạc ma ngày 14 tháng 3 năm 1988. Anh có biết tiến sĩ Lê Đăng Doanh là kẻ thế nào không? Hắn chính là một tên trở cờ, cực đoan, bất mãn, phản đảng. Hắn là một trong bốn tên cầm đầu nhóm 72 bao gồm Chu Hảo, Tương Lai, Nguyễn Trọng Vĩnh và hắn Lê Đăng Doanh đã làm đơn đề nghị thay đổi Điều 19 Hiến pháp đòi đổi tên đảng. Những kẻ đó đều thuộc nhóm nhân sĩ thối chí thì việc xuyên tạc sự kiện gạc ma cũng chẳng có gì là lạ. Chắc anh không mất khôn đến nỗi không hiểu được điều đó. Nếu không phải là xuyên tạc câu nói của Đại tướng Lê Đức Anh không được nổ súng trước thành không được nổ súng thì cuốn sách xác gạc ma vòng tròn bất tử đã không bị thu hồi tiêu hủy và anh tướng bảo tàng Lê Mã Lương đã không phải nhục nhã ê chề vì bị cộng đồng mạng chan tương đổ mẻ vào mặt vì cái tội cắt xén câu chữ để xuyên tạc bóp méo sự thật. Anh Châu à, dù có là ăn theo, nói leo thì anh cũng phải chắt lọc thông tin, đừng lấy tin giả, đăng bừa, chỉ tổ cộng đồng họ chửi anh là loại võ biển thùng rỗng kêu to chẳng biết giống gì thôi võ đạo mà không có nhân tâm thì cũng chỉ là kẻ thất phu mà thôi